chào anh em, hôm nay mình xin giới thiệu với anh em là một dòng bếp pop up. Đây là dòng bếp pop up dạng lưu lượng lớn và bánh kính xa ha. Đây, đây là nó phun ra tới ngoài kia kìa. Đấy, mình đang chỉnh góc quay nhỏ thôi. Thì nếu mà quay góc quay lớn á thì nó sẽ ướt hết mấy cái đồ vật xung quanh đây. Mình đi quay là một góc quay nhỏ từ đây tới đây thôi. Thì cái bếp này mình có thể chỉnh được góc quay bánh kính ha. Bếp này mà nếu mà chúng ta dùng cho tưới phủ thì khá là tuyệt vời. Mình có thể chỉnh được là cái lượng nước từ trong ra ngoài, mình có thể chỉnh tới chỉnh lui xem là nó có ướt đều hay chưa. Đây, lưu lượng của nó cũng là khá là lớn. Hiện tại mình đang chạy với áp là chưa tới 2 kg trên cm vuông ha. Đây, khoảng là 1,7 kg này. 1,7 kg nha các bạn. Nó phun cũng khá là đều. Mình nhìn thấy đây, mở cái cửa này ra để cho dễ thấy ha. Đây, phun mình nhìn thấy cái mặt đất khá là đều ha. Cái nào cũng có nước, nước nó giọt ngay cái cửa của bàn tay này. Giọt đều với nhau ha. Bây giờ mình sẽ mở cửa ra đây các bạn xem. Cái bếp này khi mà mình có nước thì nó sẽ phun lên, mà không có nước thì nó sẽ sập xuống. Đây là lượng nước ra ha. Ướt đều từ trong ra ngoài nha các bạn. Này là dùng cho tưới cỏ tưới phủ rất là tuyệt vời. Bánh kính nó nằm tầm tùy theo áp ha. Như hiện tại ở đây là mình để cao như vậy thì nó ra khoảng 8-9 m hoặc là 10 m, áp là 1,7. Thì đối với trường hợp tưới phủ mà phun xa thì chúng ta cần cái áp khá cao so với lại tưới gốc ha. Đây các bạn xem. Đây nó có một cái con ốc để chúng ta chỉnh ha. Về độ bền của bếp này thì khá là bền, tại vì phun ra với cái tốc độ quay chậm này, có thể tụt lên tụt xuống được thì nó sẽ rất là bền. Đây là mình giới thiệu một cái dòng bếp để chúng ta có thể là phù hợp cho tưới phủ đây. Này mà tưới trên trên cao của Thanh Long mà cũng khá là tốt ha. Cảm ơn anh em đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại. Trước khi mình tắt thì mình sẽ tăng áp lên thì xem coi là nó như thế nào nhé. Đây mình sẽ tăng áp lên. Khi mà tăng áp lên thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ phun xa hơn. Đây, nó sẽ phun xa hơn so với bình thường. Đây, áp ở đây là 2,5 kg. Thì các bạn thấy là ở cái rìa ở ngoài kia là cái màu mà
nhạt hơn đấy. Chính là cái phần mà bán kính nó tăng thêm đấy. Okay, huh?